hoàn chỉnh và mới mẻ của bộ 3 iPhone 2019. Không quá khi nói rằng iPhone luôn là mẫu smartphone nhận được sự quan tâm hàng đầu ngay cả khi sản phẩm chưa được ra mắt. Giới công nghệ lẫn nhiều người yêu thích iPhone luôn chờ đợi xem Apple sẽ có những cải tiến nào về tính năng và đặc biệt là thiết kế của các mẫu iPhone mới sắp được ra mắt so với phiên bản cũ. Theo truyền thống, Apple thường chỉ thay đổi thiết kế iPhone sau mỗi 2 năm, do vậy sau khi ra mắt iPhone và Smart có thiết kế giống với iPhone X. Giờ đây người dùng hoàn toàn có lý do để tin rằng bộ đôi iPhone XE và XE Max ra mắt trong năm này sẽ có một thiết kế hoàn toàn mới. Trước khi Apple chính thức trình làng iPhone phiên bản mới, nhiều nhà thiết kế đồ họa thường đưa ra các ý tưởng của riêng mình về thiết kế của iPhone mới. Tuy nhiên đa phần các ý tưởng này thường chỉ nhằm mục đích thể hiện sự sáng tạo của các nhà thiết kế đồ họa nên mang tính viễn vông, xa rời thực tế và khó trở thành hiện thực. Mới đây, nhà thiết kế đồ họa người Đức Hassan Cây cũng đã đưa ra ý tưởng của mình về bộ ba iPhone mới. Tuy nhiên không giống với các ý tưởng của nhiều nhà thiết kế đồ họa khác, Hassan Cây Mắc tạo nên bộ ảnh 3D về các mẫu iPhone mới dựa trên các thông tin và hình ảnh đã bị dò dỉ về sản phẩm. Nên có thể nói rằng bộ ảnh đồ họa do Cây Mắc tạo ra đã mô tả sát thực và hoàn chỉnh nhất về bộ 3 iPhone mới sắp ra mắt của Apple. Từ bộ ảnh dựng 3D của Cây Mắc có thể thấy điểm nổi bật nhất trên bộ 3 iPhone mới đó là sở hữu cụm camera được bố trí trên một gờ nổi ở mặt lưng sản phẩm. Trong đó bộ đôi iPhone XZ và XZ Max sở hữu cụm 3 camera trong khi iPhone 2019 cũng được nâng cấp lên cụm camera kép, thay vì chỉ một camera như phiên bản ra mắt năm ngoái. Nếu sự thay đổi chủ yếu đến từ mặt sau thì mặt trước của sản phẩm lại hầu như không có sự thay đổi nào so với các phiên bản cũ. Ngắm thiết kế hoàn chỉnh bộ 3 iPhone mới qua bộ ảnh dựng của Hasan Cây Mắc. Tê Thùy